kia nữa cả nhà. Đấy. Chà. Anh thử luôn đi, anh thử em, đi. Em trai làm bánh nào cuối cùng không có tồi nha cả nhà. Em cầm cho anh thử đi. Thử luôn nào. Hả? Thử cái nào thử đi. Chà. Thơm quá cả nhà ơi. Ôi Hiếu ơi, xin phép mời cả nhà nha. Hôm nay được bá Thành Vlog chiêu đãi nha cả nhà. Cho em thử miếng này. Thành mời cả nhà nha. Đấy, ngon quá. Hello, Thành xin chào quý ông bà, cô dì, chú bác và anh chị đang xem trên kênh Bá Thành Vlog nha. Vâng, thì hôm nay Thành sẽ tự tay Thành làm một món món bánh 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 bột rán nha cả nhà, bột mì rán. Đấy thì trời này cũng mưa lạnh nên làm cái món bánh này ăn nhẹ là rất là ngon luôn. Thì sẵn đây Thành sẽ làm đãi cho anh Hiếu, hôm trước anh Hiếu cắt tóc cho Thành ấy cả nhà. Đấy thì hôm nay Thành sẽ tự tay làm bánh cho Hiếu và cả nhà cùng ăn luôn nha. Đấy thì Thành vừa mua một gói bột mì. Đấy. Bột mì đây là một chai dầu. Đấy. Còn đây là đường nha cả nhà. Là đường. Đây là một quả trứng gà. Đấy. Thì đây là một quả một bát nước lọc để Thành bỏ mì vào nha. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo dõi Thành làm bánh như thế nào nha. Từ nhỏ tới giờ Thành chưa làm bánh ăn bao giờ. Hôm nay cũng bắt trước anh chị mẹ rồi làm bánh. Đấy thì hôm nay Thành sẽ làm thử ăn coi ngon không nha cả nhà. Đây là bột mì vừa bỏ vào vừa khuấy luôn nha cả nhà, mình ăn bao nhiêu thì bỏ bao nhiêu nha. Đây là nhà. Vừa quay vừa đổ vừa khuấy cho nó đặc nha cả nhà. Đó, mình làm cho nó đặc nó nhuyễn. Lần đầu tiên làm bánh là rất là hồi hộp luôn, không biết ngon hay là dở nữa. Đấy, nó đặc kèo luôn nè cả nhà, nhìn hấp dẫn này. Bây giờ bỏ đường vào nha cả nhà, bỏ đường vào nha. Tùy theo đường mình ăn ngọt hay là không ngọt thì mình bỏ vừa hay nhiều nha cả nhà. Nhiều đường lắm. Nhiều ra chưa? Không nhiều đâu. Đó, bây giờ đập trứng gà vào nha cả nhà này. Quả trứng gà này. Quả trứng gà ta siêu ngon luôn. Đấy. Đấy, này bỏ vào nhìn cho nó thơm và ngon hơn nha cả nhà. Không có trứng gà cũng được nữa nhưng mà thêm cái trứng gà nó ngon và hấp dẫn hơn. Đấy, nó có mùi vị. Thì sau khi Thành quấy bột mì đều thì bây giờ Thành sẽ dùng cái môi này nha. Đấy. Bây giờ dầu này Thành sẽ đổ vào. Đổ vào để chiên nha cả nhà. Công đoạn cuối cùng là bây giờ chiên nha. Bật ga lên nha cả nhà. Đó. Sau khi dầu nóng thì mình đổ vào nha cả nhà. Đó, bây giờ Thành đổ bột vào nha cả nhà. Đây là mình nhìn. Đấy. Đấy.
thêm cái thứ hai nữa nha. Lần đầu nên mong bạn nào không cạn cho Thành nhé. Ba cái luôn. Đây là ba cái luôn nè. Cái to cái nhỏ. Lần đầu tiên có gì cả nhà thông cảm nha, làm bánh nha để trả lễ cho anh Hiếu, Bá Hiếu TV cắt tóc hôm qua giờ chưa làm món ăn cho anh Bá Hiếu nữa. Hôm nay sẵn đây làm cho cả nhà ăn rồi làm cho anh Bá Hiếu ăn luôn. Đấy. Thì trời cũng mưa nữa, ăn món này là rất là ngon luôn nha cả nhà. Đấy, vàng, màu vàng, có màu vàng là đẹp nha cả nhà. Anh Bá Hiếu đang trồng cây nha cả nhà, đang trồng cây cảnh. Đang làm cây cảnh cả nhà ơi. Nay hôm nay có bá Thành vlog chiêu đài cho món bánh mì chiên, bột mì chiên cả nhà, bột mì chiên trứng gà nha. Đấy, hôm Hiếu hớt tóc cho bá Thành vlog, hôm nay Thành vlog làm để chiêu đài Hiếu nha cả nhà. Cái lát ta làm đi, lát vào ăn nha. Ok. Đấy, bánh cũng sắp chín chín rồi này. Anh Bá Hiếu đang làm cắt cây cảnh ngoài đó. 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 Đấy, nhìn cái bánh này mình tròn xe nha cả nhà. Mình tròn xe hấp dẫn không? Đấy, bánh ba cái đầu tiên là sắp chín rồi cả nhà. Đấy, vàng đẹp. Quá đẹp luôn này cả nhà. Đấy. Đó, đây là ngon luôn, nhìn hấp dẫn luôn. Đó. Đó, hồi nãy cái đĩa hơi nhỏ nha cả nhà. Thì bây giờ cạo đóng xịn như đây. Bây giờ Thành lấy cái đĩa to hơn và bỏ ít miếng giấy cái nó bay mở dưới nha cả nhà. Đấy. Tuyệt vời luôn. Hai cái nha cả nhà. Chín rồi, chín như giờ là chín vàng. Đó. Đó, bỏ cái tiếp theo nha. Rất là đặc sản, đặc sệt luôn nha cả nhà. Đặc sệt nó dễ rán, dễ chiên. Cái này, đó, đây là ok luôn nè. Cho ráo nước này bỏ ra, cái lát ăn mở nè. Ăn mở nhiều cũng không tốt đâu nha cả nhà. Đấy. Ok luôn. Một cái thứ ba này. Không biết được, không biết được mấy cái nha cả nhà. Cũng sành lắm nha cả nhà. Lần đầu tiên Thành làm cũng sành lắm rồi nha. Đó, chiên bánh mà nóng luôn nha cả nhà. Thành xin phép Thành cởi áo. Cởi áo nóng. Nóng nóng phải cởi áo hay cả nhà. Áo nóng làm cho nó ngon. Siêu ngon, siêu hấp dẫn luôn nha. Đấy, anh Bá Hiếu đang quay phim ngoài, anh Thảo quay ra đây, anh Bá Hiếu đang làm gì ngoài quay phim. Đang làm cây cả nhà ơi, đang đục cây. Trời mưa sâm ướt nè cả nhà. Phải tìm bến đây đừng lo. Mẹ đi vắng rồi cả nhà ơi, mẹ Thành đang đi chơi, biết chưa về nữa. Lát là về mẹ về là ăn vừa luôn nha cả nhà. Phải nhanh trở không mà chảy nha cả nhà. Bánh này gọi là bánh bột chiên, bánh rẻ tiền nhưng ăn nhẹ như này, ăn nhẹ rất là ngon luôn. Đấy, dễ làm nữa. Thành lần đầu tiên làm mà Thành cũng thấy dễ nha cả nhà. Lần đầu tiên làm luôn á mà cũng thấy dễ chứ không khó.
ok nữa bà nha. Đấy. Đấy. Từng cái nha. Cái này xong rồi mình bỏ cái khác vào nó vừa. Cái này cũng xong rồi. Đó. Đó, ok luôn rồi nha. Làm về mà không ngon anh Hiếu còn chê nữa thôi luôn. Cái thứ ba. Thành đang nhờ anh Bá Thảo quay video cho Thành nha cả nhà. Lát ngồi ăn, mấy anh em ngồi ăn chung. Anh Bá Hiếu lại coi ngon không này. Này, ok. Này coi lần đầu tiên em làm ngon không này. Đây cho em chấm điểm cho em coi. Ủa, có anh này. Chà, anh thử đấy, luôn đi, anh thử em, đi. Em trai thử. Làm bánh củ củ em, không em, có tồi nha cả nhà. Em cầm cho anh thử đi. Thử luôn hả? Thử cái nào thử đi. Chà, thơm quá cả nhà ơi. Ô Hiếu ơi, xin phép mời cả nhà nha. Hôm nay được Bá Thành Vlog chiêu đãi nha cả nhà. Thử ơi. Ngon quá. Vừa ăn không anh, ngọt hay nhạt? Vừa ăn luôn à. Ngon quá. Đang nóng ăn hấp dẫn ghê rồi nha. Đang buổi chiều đói bụng ăn cái này là thôi luôn á. Ngon quá. Ngon không? Cho em thử miếng nha. Thành mời cả nhà nha. Đấy, ngon quá. Để đút cho anh caramel. Không tồi luôn nha cả nhà. Anh caramel chưa ăn. Đúng ngon luôn á. Ngon quá. Tuyệt vời luôn. Nó dẻo dẻo đúng không? Ngay mùi trứng, thơm mùi trứng. Là đầu tiên Bá Thành Vlog làm mà không tồi cả nhà ơi, ngon quá trời luôn á. Dẻo. Bột mì chiên, bột gà. Ngon quá. Đây, em trai làm ngon quá. Ngon tuyệt vời luôn. Chúc mừng cả nhà nha. Rồi ra trồng cây đi, lát vào ăn tiếp. Rồi ra làm cây nha. Ngon lắm cả nhà. Tuyệt vời luôn. Cũng không tồi luôn. Tưởng không ngon là ai người ngon không tưởng. Ngon nhức nách luôn. Bánh làm đơn giản mà ngon nha cả nhà. Đó, mấy cái ba còn ba cái cuối cùng nha cả nhà. Thành chiên hết rồi nha. Đấy. Wow, cái này nó phồng bự nha cả nhà. Đấy. Không biết. Đó cả nhà. Đó. Ngay rồi. Cái này từ. Đó, mẹ Thành vừa về luôn nha cả nhà. Đấy, mẹ Thành đi chơi về rồi. Vào ăn bánh con làm nè. Làm bánh này giỏi nhỉ. Đó, làm bánh ngon đi đi vô luôn. Thơm quá. Đó, mẹ cô coi con làm bánh này coi ngon không nè. Ồ, mỗi ngày thì con làm nè. Con trai này giỏi quá. Nè. Ừ, ngon nè. Đó, nhìn là thấy ngon rồi. Ngon không? Nhìn thấy là ngon rồi. Đã ăn nha, giỏi còn hai cái cuối cùng nữa là mấy mẹ con ăn nha. Thơm quá. Nha. Này, mẹ ngon. Đi đâu về hả? Mẹ đi chơi về. Mẹ đi chơi về. Con trai này giỏi quá. Có gì đâu, cái này đơn giản mà ai làm cũng được mà. Ngon quá. Đấy, mẹ vô thay đồ đi ra ăn này. Rồi cái này nó phồng rồi cả nhà. Phồng như quả bánh á. Cháu ơi, rồi đấy ăn luôn. Mẹ đi ngoài đường là bị thơm luôn à. Đó, ngon không? Còn hai cái cuối cùng nó xong rồi. Đấy. Đấy. Xong.
Hốt cả nhà thì sau một hồi thằng làm bánh xong thì mẹ cũng đi chơi cũng về. Thì Hiếu, anh Hiếu cũng trồng cây cũng xong nha cả nhà. Cũng chưa xong nhưng mà Thành kêu vào để ăn để... ăn buổi chiều. Đấy, món ăn nhẹ Thành đã làm buổi chiều cho gia đình ăn. Ngon đấy, quá. Thì, ngon mà thơm đấy, quá. Đấy, là ngon mà thơm luôn đấy, Thành người mẹ này. Mười còn cả nhà quá. Thảo xin chào cả nhà ha. Thì nãy giờ Thảo là quay vô bá Thành vlog, giờ Thảo là ăn ké. Đây mời anh Hiếu. Ồ, cảm ơn em trai nhé. Con trai mời làm anh bá Thảo. À, trước khi ăn Thảo mời cả nhà ha. Thảo mời cả nhà ha. Mời cả nhà ăn bánh mì rán. Đây là bánh mì chiên nha cả nhà. Anh thơm lắm. Mời cả nhà, mời cả nhà ăn cùng gia đình bá Thành vlog ha cả nhà. Ngon mẹ. Ngon. Bánh này là mềm vừa miệng của mẹ luôn. Ngon mềm. Mềm ha. Mềm dễ ăn. Rồi, dễ ăn. Ăn buổi chiều là vừa đổi vừa ăn ngon. Ngon quá cả nhà. Đấy. Đấy, bánh này là nhà. Ăn hết cái này luôn. Ăn hết cái luôn. Ừ. Hồi nãy nếu ăn trước cái thì giờ ăn cái thứ hai vậy nè. Ngon quá. Thảo mời cả nhà ha. Ngon không mẹ? Ngon. Đó, có ăn này ăn gì đi mẹ. Nếu cùng khen bánh bá Thành cái lốc làm ngon cả nhà. Giỏi quá. Con trai ăn ngon không ăn bá Thảo? Quá ngon luôn. Đó. Quá tuyệt vời. Quá ngon. Cứ thế mà làm. Ăn 10 chiều đổi. Ngon. Ngày nào cũng ra mình đi mà ăn vừa đắng mề. Vừa đắng mề đó. Vừa miệng của mẹ nhai nó dễ. Nó mềm. Ngon quá. Mình quay cho kỹ với cả nhà đổ mình lấy cái bánh của nó. Đấy. Nó vàng vàng á. Cái cháy này ăn rất là ngon luôn. Bột rửa nó thơm. Tinh lã. Cái bánh này bỏ tí hành lá nó ngon. Gặp thanh lạ này là đĩa. Mẹ đi đâu về á? Đi chơi về thì ô về. Đi chơi với ô về hả? Chơi về ô về ăn. Mưa có năm xong rồi mình ăn bánh ngon quá. Trời mưa được đi chơi nữa. Ngon không? Ngon quá. Em rán bánh cho anh ăn coi như về. Chụp hết. Mai hớt tóc cho bá Thảo đi, bá Thảo làm món khác. À, có người đăng ký cái tập này cả nhà. Cái này để em cắt cho, có người, có mấy khán giả bình luận nói anh bá Thành cắt tóc cho bá Hiếu và bá Thảo à. Thì cái này cho em đăng ký em cắt cho nha, nếu cắt để em cắt cho. Bá Thành không biết cắt tóc, có anh lần bá Hiếu tiên. Không biết là sẽ ai chi. Hiếu rồi cái tóc đi chơi đẹp về ha. Đi chơi về đổi bùng là vừa thanh là bánh ngon quá. Ngon quá. Rồi ba cái hay no rồi ba ăn nhiều nhá. Anh ăn no rồi ba. Ba cái. Ba mì của nó nên cũng bây cũng cái này là ăn nhẹ nha, ăn buổi trưa nha, buổi chiều. Tối đó ăn cơm tiếp. Thôi, Hiếu ăn no. Cả nhà Thảo lần đầu tiên ăn bánh bá Thành làm á cả nhà. Thảo tin tỉnh đâu là ăn giữa ẹt rốt cuộc là ngon không tưởng luôn cả nhà. Ngon. Cảm ơn nha, cảm ơn anh. Bá Thành vlog tay mỡ không có bắt tay gì ở đây. Cảm ơn nha. Nói chuyện được rồi. Tay dầu mỡ không có bắt tay á cả nhà. Đó, mời cả nhà. Ngon quá. Dạ. Vâng thì Thành xin phép video lại tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà yêu quý mến nha, gia đình Thành thì cho Thành một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Thành với nhá. Thành xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Xin chào cả nhà nha. Bye bye chào cả nhà. Một ngày vui vẻ nhá.